Hello anh em, hôm nay thì Tùng Dâu sẽ tiếp tục review đến anh em một cái sản phẩm của hãng Daewon, đó là một em máy vắn vít 18V. Bây giờ Tùng Dâu sẽ mở thùng để giới thiệu chi tiết đến anh em nhé. Và đây là cái thông tin sơ bộ về cái em vắn vít Daewon, sử dụng pin neon 18V 2A, máy có ký hiệu là DCF787D2. Cái moment xoắn của em nó là 170 newton trên mét, động cơ không than. Bây giờ tôi sẽ mở hộp. Máy được đựng ở trong một cái hộp nhựa cứng, rất tiện lợi cho anh em mang đi công trình hoặc là anh em cất giữ ở nhà. Trong hộp của chúng ta thì gồm có một thân máy, hai cục pin, một chiếc móc để đeo thắt lưng và một bộ sạc. Cuối cùng là sách hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành sản phẩm. Nói về cái thương hiệu Daewon thì nó là một cái thương hiệu khá nổi tiếng mà rất nhiều người đã biết đến. Đây là tổng quan sơ bộ về cái thân của máy. Máy được thiết kế bộ vỏ là bằng nhựa chất lượng cao, chống chịu được cái sự va đập. Đặc biệt nhựa, phần nhựa màu đen này nó bằng một cái chất nhựa đặc biệt, nó tạo cái cảm giác cho chúng ta cầm nắm rất là bám dính, chắc chắn. Máy thì có một cấp số duy nhất, có lớp đảo chiều, có đèn LED. Ở phần dưới chỗ gắn pin thì máy có một cái miếng nam châm để hít vít. Còn bên này là cái chỗ để chúng ta bắt cái móc để treo thắt lưng. Máy sử dụng động cơ là motor không than 18V. Em bắt vít Daewon này thì được sản xuất tại Trung Quốc theo tiêu chuẩn của Mỹ. Trong cái dòng bắt vít của Daewon thì em này về công lực thì chưa phải thuộc dạng ghê gớm. Em này ở mức độ khá thôi. Còn nhiều em còn kinh khủng hơn, võ công thâm hậu hơn nhiều. Và một cái lẽ đương nhiên là nó sẽ tỷ lệ với cái mức giá của nó. Đây là cục pin đi kèm của máy. Đó là pin neon 2A 18V. Phía sau của pin thì có cái đèn để báo dung lượng. Cái này thì nó giúp cho anh em có thể kiểm soát được cái lượng pin mà anh em làm việc. Đây là hai cục pin đi kèm của máy các bác nhé. Còn đây là cái sạc của máy. Sạc sử dụng nguồn điện 220V đến 240V. Cục sạc này có ký hiệu là DCB112. Nó có thể sạc được pin từ 10,8V đến 18V. Cái đèn LED này khi chúng ta sử dụng thì nó sẽ sáng và để một lúc thì tự nó sẽ tắt các bác nhé. Đây là cái móc để chúng ta có thể đeo gắn vào để đeo ở thắt lưng. Chúng ta sẽ gắn vào đây. Ở đây nó có con ốc để cho các bác gắn nhé.
Anh em làm ở công trường leo treo thì có cái thắt lưng có thể sẽ gài, sau khi chúng ta sử dụng xong chúng ta có thể gài vào thắt lưng để treo. Bây giờ tôi sẽ dùng mấy con vít tự khoan để tôi khoan bắt thử cái 1,4 ly đủ các bác nhé. Tiếp đó tôi sẽ dùng con vít bắn máy tôn để tôi bắn thử. Anh em vừa mới theo dõi Tùng Dâu review một em bắt vít chạy pin 18V của hãng Đài Loan, có ký hiệu là DCS787D2. Tùng Dâu xin dừng video ở đây. Xin chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em ở các video sau nhé. Bye bye anh em.